Chào mừng các bạn đến với chương trình tư vấn du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Thì ở Mỹ có nhiều cách để bạn lựa chọn cho việc đi lại. Điều đó dựa vào nơi bạn ở. Nếu ở trong trường thì bạn chỉ cần đi bộ. Khi phải ra ngoài thì bạn có thể sử dụng các phương tiện sau. Đầu tiên là xe đạp. Đôi khi xe đạp là phương tiện duy nhất bạn cần. Một số trường có khuôn viên rộng, nhất là khu vực nông thôn thì hầu hết các sinh viên chạy xe đạp hàng ngày để đi từ lớp này đến lớp khác. Với các trường trong thành phố có nhiều kinh doanh, cửa hàng, nhà hàng và nơi giải trí thì có thể di chuyển dễ dàng bằng xe đạp. Nếu trường bạn nằm trong khu vực ngoại ô, bạn có ít điều kiện hơn để đi xe đạp từ trường. Tuy nhiên thì nếu cần đi xa, bạn có thể bắt xe buýt và tàu lửa công cộng cho phép chở xe đạp đi cùng. Còn nhớ rằng một số bang bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp. Và dù bạn không sống trong các bang đó thì việc đội mũ bảo hiểm luôn mang đến cho bạn sự an toàn. Và thứ hai là xe bus. Hầu hết các thành phố ở Mỹ thì đều có dịch vụ xe bus. Và tùy thuộc vào thành phố nào, có thể là có những nơi có nhiều phương tiện hiệu quả hơn và tiện lợi hơn. Nếu sống tại thành phố lớn thì bạn có thể bắt xe bus nội thành ở bất kỳ nơi nào. Các thành phố nhỏ hay là ngoại ô có ít tuyến và ít dịch vụ hơn, cũng như giờ hoạt động ngắn hơn. Thời gian xe buýt hoạt động thì căn cứ vào lịch giao trạm đưa ra, và các chuyến cách nhau thường là 5 phút hay là lâu hơn, lâu nhất là 30 phút, tùy thuộc vào tuyến và thời điểm trong ngày. Điển hình thì chỉ có các thành phố lớn có dịch vụ xe buýt 24 giờ. Bạn có thể lấy bản đồ tuyến xe ở các trạm kiểm soát. Bạn không thể đổ tiền trên xe buýt, do đó mà bạn cần có chính xác số tiền cần thiết để thanh toán phí trước khi lên xe. Thỉnh thoảng thì có giảm chi phí cho sinh viên, nên là bạn nhớ mang theo thẻ học sinh. Nếu sử dụng xe buýt thường xuyên thì bạn nên mua vé tháng. Trong tháng đó bạn có thể đi xe buýt bao nhiêu lần tùy thích. Xe buýt thì không dừng ở tất cả các trạm, nó chỉ dừng khi có người chờ ở trạm hoặc là khách muốn xuống xe. Nếu cần bất cứ sự trợ giúp hay là thông tin nào khi mà đi xe buýt thì bạn chỉ cần hỏi tài xế. Và thứ ba là tàu lửa hay là xe điện ngầm. Hầu hết các thành phố lớn thì đều có dịch vụ tàu điện ngầm công cộng. Di chuyển tàu điện nhanh hơn xe buýt, nhưng chúng chỉ có một vài trạm dừng. Nếu không có trạm tàu điện hoặc là trạm đóng cửa thì bạn phải đi xe buýt hoặc là xe đạp đến trạm. Tàu điện hoạt động thường xuyên hơn là xe buýt và lâu hơn. Tùy theo nơi bạn ở, có thể tìm thuận lợi hơn. Đa số hệ thống tàu điện thì sử dụng cách thanh toán phí bằng thẻ hoặc là xu. Có máy tự động giúp cho bạn trả tiền thẻ, cũng như là những người thu ngân giúp bạn đổi tiền. Cước phí thì tùy vào thời điểm trong ngày và chiều dài đoạn đường bạn đi. Và cuối cùng là taxi. Taxi là phương tiện chỉ dùng trong dịp đặc biệt, những chuyến đi dài. Nó tốn kém hơn rất nhiều so với các phương tiện công cộng, nhưng cũng rẻ hơn xe riêng. Bạn dùng taxi để đến sân bay hoặc là những lần mua sắm thật nhiều thứ không tiện mang lên tàu điện hoặc là xe buýt thì bạn có thể lựa chọn taxi để đảm bảo an toàn khi đi vào buổi tối. Và Tân Đại Dương hy vọng là những chia sẻ vừa rồi sẽ có ích cho các bạn khi mà đi du học tại Mỹ. Và mọi thắc mắc về thủ tục du học cũng như là việc chọn trường, học phí ra sao thì các bạn có thể đến trực tiếp công ty theo địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Thanh Định, quận Nhất, hoặc là gọi qua số điện thoại 083-848-4879 để chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương hỗ trợ.